Mèn ơi, cãi có tôi chồng mà lấy ăn vậy đó ha. Ruby đi vô chuồng con. Bi không có cắn em nghe Ruby. Sáng rồi, các đi ra chuồng đó phải không? Rồi trèo lên đi con, trèo lên. Mèn ơi, cãi của tôi chồng rồi lấy ăn vậy đó ha. Đó, cái cầm nắm ăn như khỉ vậy đó. Lò hái rau ở trên đâu có để ý nó đâu. Với này y ta ha, dối dối sát bên thau rau á, lấy lá cải cầm nắm ăn vậy đó. Cái này mà thả két ra chắc nguyên vườn rau không còn cọng rau nào để ăn quá két. Hả két? Sao nãy giờ ăn nhiều rồi giờ lấy nữa hay gì đây két? Hả? Ăn cho hết thau rau luôn đi. Ruby, Ruby à, vô mẹ biểu nè Ruby ơi. Ruby vô mẹ biểu. Có con vịt này lạ đời chưa, Ruby đi đâu nó cũng chạy theo vậy đó. Nó như vậy đó. Ruby mẹ biểu nè con ơi, đi vô mẹ biểu coi con vịt. Con vịt này cứ chạy theo hoài. Ruby, Ruby vô mẹ biểu. Giết thì Ruby ra đó. Đi tới đâu nó cũng theo tới đó trơn. Rồi đi uống nước nó cũng đi theo nữa. Ê Ruby, không có cắn em nghe Ruby, cho em chơi với nghe Ruby. Ruby, không có cắn em. Nghe không? Ruby. Ê, ê, nghe, không cắn nha. Nhẹ nhẹ em nha. Vô mày biểu nè con. Ừ. Nó đi tới đâu cũng theo tới đó vậy đó. Thôi con lại đằng kia nằm đi Ruby. Ruby lên kia nằm đi con. Nằm coi nó có chạy theo nó không. Đó, nó người ta nằm đi nằm nó cũng chạy theo nó. Con vịt này nó ngộ nghĩnh thiệt chứ. Ruby đi thì nó cũng đi theo, mà giờ nằm thì nó đứng kế bên nó nhìn vậy đó. Nó không chịu đi đâu hết trơn á. Chịu đợi nó nổi không. Cái gì mà nó theo con Ruby hoài vậy không biết nữa. Em nó theo hoài bực bội quá hả con. Ruby, con đứng lên Ruby, đứng lên con. Vịt nè nha, người ta nằm nó cũng đi theo, đi đâu, đi uống nước nó cũng đi theo nữa. Thôi con chạy lên trước đi Ruby. Ruby, đi lên trước đi con. Ta đi lên trước cũng đi theo. Thôi vô mẹ biểu nè Ruby ơi. Vô mẹ biểu. Thôi lại ăn trước đi con, đi lại ăn trước đi con. Rất kỳ đó, người ta đi tới đâu nó cũng đi theo đó. Con vịt nó tưởng nó Ruby là mẹ nó, diễn biết nó cứ đi theo hoài luôn, nguyên một buổi sáng vậy đó. Nhẹ nhẹ nghe Ruby. Ruby, Ruby em té. Con cát nó đứng ở trời nó nhìn con vịt đi theo con Bi kìa. Tụi nó làm gì ngộ nghĩnh quá ha cát. Nó đi theo nữa, người ta đứng chờ ba về nó cũng đi theo nữa. Cái gì vậy đó. Xem đó ha, nghiêng đầu xem cái em vịt nó chạy theo chị Ruby ha. Con nằm xuống đi Ruby. Ruby, Ruby, nằm xuống. Đó, két ở trên đi, két đứng két nhìn ha. Coi chị Ruby nằm xuống mà em vịt vẫn đứng kế bên nhìn ha. Đã chưa, hai đứa làm mắc cười không. Két ơi,
rồi, các đứng các xem đó phải không? Không có cắn em nghe Gubi, Gubi. Không có cắn em nha. Gubi, đi ra mẹ biểu. Đi ra đây mẹ biểu nè con. Gubi, đi ra mẹ biểu. Rồi thôi con đi vô đi Gubi, Gubi. Đi vô chuồng đi con. Thôi ra mẹ biểu nè Gubi ơi. Ê, nhẹ nhẹ nha, nhẹ nhẹ nha Gubi. Nhẹ nhẹ nha. Thằng Tép nó nhìn kìa, hàng bi với chứ em dịch làm cái gì ngộ nghĩnh quá ha con. Nhẹ nhẹ Gubi. Rồi, các đứng xem đó ha. Chiều chuồng múa.